Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của hướng nội hay sống nội tâm. Một người hướng nội như thế nào? Một người hướng nội thường được coi là một cá nhân trầm tính, dè dặt và chu đáo. Họ không tìm kiếm sự chú ý đặc biệt hoặc tham gia xã hội, vì những sự kiện này có thể khiến người hướng nội cảm thấy kiệt sức. Là một người hướng nội có tệ không? Là một người hướng nội thường được coi là yếu đuối. Họ không tốt như những người hướng ngoại ngoài kia. Những người dường như chỉ lướt qua cuộc sống. Không có gì nên ngăn cản một người hướng nội đến nơi họ muốn trong cuộc sống, ngay cả khi họ không bán mình như một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Mọi người dễ nhầm lẫn giữa những từ nhút nhát và sống nội tâm. Hướng nội xã hội là gì? Hướng nội xã hội là cách gần nhất với sự hiểu biết thường thấy về hướng nội. Trong đó là một sở thích xã hội hóa với các nhóm nhỏ thay vì nhóm lớn. Hoặc đôi khi đó là một ưu tiên cho không có nhóm nào cả. Cô đơn thường thích hợp hơn cho những người đạt điểm cao trong hướng nội xã hội. Làm thế nào để người hướng nội tán tỉnh? Không chỉ có gì ngạc nhiên, những người hướng nội ưa thích phong cách tán tỉnh, truyền thống và lịch sự hơn. Không chỉ làm cho thấy tán tỉnh và quá trình hẹn hò hấp dẫn không hấp dẫn như một toàn thể, nhưng khi họ gặp ai đó, họ muốn làm quen với người đó từ từ. Những người tán tỉnh này là những người sống nội tâm, trầm tính, có xu hướng nhút nhát. Điều gì làm cho người hướng nội hấp dẫn? Người hướng nội biết những gì họ thích và không thích. Họ được sắp xếp trong cuộc sống và được kết nối sâu sắc với các giá trị của họ. Họ biết những gì họ muốn ra khỏi cuộc sống và sẽ dừng lại ở không có gì. Sự tự tin mạnh mẽ như vậy làm cho họ thậm chí hấp dẫn như và trong mong muốn. Làm thế nào để tôi biết nếu tôi có một người hướng nội? Dấu hiệu bạn có thể là một người hướng nội. Thứ nhất, cần yên tĩnh để tập trung. Thứ hai, có phản xạ. Thứ ba, hãy dành thời gian đưa ra quyết định. Thứ bốn, cảm thấy thoải mái khi ở một mình. Thứ năm, đừng thích làm việc nhóm. Thứ sáu, cảm thấy mệt mỏi sau khi ở trong một đám đông. Thứ bảy, có tình bạn, ít tình bạn nhưng rất thân với những người bạn này. Thứ tám, mơ mộng sử dụng ý chí tưởng tượng của họ để giải quyết vấn đề. Tại sao người hướng nội lại im lặng? Theo ít nhất một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng người hướng nội có xu hướng dễ bị phân tâm hơn so với những người hướng ngoại. Đó là một phần lý do tại sao người hướng nội có xu hướng thích một môi trường yên tĩnh hơn, ít quấy rầy hơn. Nếu bạn có xu hướng cảm thấy quá tải trong các tình huống xã hội bận rộn, có lẽ bạn có xu hướng là một người hướng nội. Tại sao một số người hướng nội? Người hướng nội có rất nhiều chất hóa học khiến họ cảm thấy bị kích thích. Người hướng ngoại không có quá nhiều. Đây là lý do tại sao những người hướng nội có xu hướng tránh những nơi đông người hoặc thời hạn, những thứ có khả năng gây thêm áp lực cho họ, bởi vì họ đã có áp lực trong chính họ. Làm thế nào để người hướng nội trở nên thành công? Dưới đây là những thói quen của những người hướng nội thành công mà tôi hy vọng có thể giúp mang lại cho bạn sự tự tin và bạn cần là chính mình. Thứ nhất, xây dựng mối quan hệ sâu sắc. Thứ hai, tạo kế hoạch. Thứ ba, hãy suy nghĩ trước khi nói. Thứ bốn, sáng tạo bên trong. Thứ năm, đừng đi đến kết luận. Thứ sáu, biết giới hạn của họ. Thứ bảy, phong cách làm việc độc lập. Thứ tám, giá trị duy nhất. Là một người hướng nội có tốt không? Người hướng nội đặc biệt có kỹ năng nhận thấy phẩm chất hướng nội ở người khác. Họ có thể biết khi nào một người đang suy nghĩ, xử lý và quan sát, sau đó cho họ không gian để tìm việc đó. Điều đó khiến mọi người cảm thấy thoải mái nhiều hơn. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.